Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và có một số những tình tiết trong cái bản sao kê về những cái tô bún bò của cô cháu gái rất là ngộ nghĩnh nha cô chú anh chị. Và em sẽ chỉ ra cho cô chú anh chị thấy trong cái video ngày hôm nay. Thì quý vị cũng biết ngày hôm qua thì mẹ con cô Sáu cũng bị ông giáo gọi lên. Nghe đồn đó là đi tới 3-4 giờ sáng mới về. Không biết là lên đó ông giáo làm việc như thế nào, hoặc là cái bà bún bò, cái bà báo 20k chứ, là bà khai cái gì mà về thấy quạo lắm cô chú anh chị, tức tối ngủ không được, giống như kiểu mình sắp đến đó mình sẽ thua, mình sẽ mất hết tất cả mọi thứ gì đó. Mà bây giờ tại ai bây giờ? Tại ông Năm. Sao? Tại vì ông hứa cho nhà, cho xe, cho tiền này kia mà bây giờ ông mất rồi. Không có gì chút thì bây giờ cô con gái không cho nữa, đi lỡ đi tranh giành tài sản với nó rồi. Lỡ lên nói đó là con nuôi rồi, lỡ lên vu khống xuyên tạc muốn đưa đi tù rồi, thì bây giờ không lẽ bây giờ thua cuộc á, mà lon á nó đem nó cho giống như lời hứa ông Năm được, phải chi lúc đó mình không giành á thì ông Năm ổng thì lon nó cho rồi, bây giờ mình giành dễ gì cho. Hoặc là bây giờ ông Năm cũng để lại cái di chúc đi thì bây giờ ông lon nó không muốn cho cũng không được nữa, mà đáng tiếc là ông Năm ổng không để lại di chúc, nó bây giờ sao? Lời hứa là tội ác, lên một cái bài tế sống ông Năm này cô chú anh chị, ghê thiệt chứ. Bởi vì độc nhất là cái lòng dạ của cô ve này cô chú anh chị, vậy mà lại gọi là yêu thương dữ chưa, đúng không cô chú anh chị? Đó đó là lý do mà tại sao mà cô cháu gái này là không dám thờ ông Năm là vậy đó cô chú anh chị. Không trời lắm, mặt thì nói một mặt á, thì nói là thương, một mặt khác á, thì vị thông lên là tế sống ông Năm liền, trách ông Năm nào lời hứa là tội ác này kia. Chơi có chịu, mình chơi mình đi tranh giành mình cướp giật người ta không được thì bây giờ còn khóc nằm dại gì nữa, chơi kỳ ai chơi lại, đúng không? Đó thì đó là cái câu chuyện mà ngày hôm qua em muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Và cái câu chuyện mà ngày hôm nay đó là chúng ta cùng nhau chúc mừng là Hồng Loan đã đoạt cái nút bạc YouTube nha cô chú anh chị, sau khi mà cái kênh đã hơn 100 lượng người theo dõi và đã nhận được nút bạc đây nè. Đây là hình ảnh nha cô chú anh chị ha. Đây là hình ảnh Hồng Loan nhận nút bạc nè. Đó, rất là đẹp luôn ha. Thì Hồng Loan là một trong số những cái người mà không phải là nghệ sĩ, cũng không phải là người nổi tiếng, mà trong một cái thời gian ngắn mà đạt cái nút bạc nhanh như vậy cô chú anh chị. Thật sự có nhiều người ta làm 2-3 năm cũng chưa chắc gì đạt được cái nút bạc nữa, giống như là cái cô mì xào làm cũng hơn 2 năm thì nhờ tham gia vào cái drama của Hồng Loan này thì mới đạt được nút bạc thôi cô chú anh chị. Còn cô cháu gái thì cũng vài năm mới đạt được. Bởi vì cái việc mà đạt được nút bạc không phải là dễ đâu cô chú anh chị ha. Đó. Và điều này chứng tỏ rằng á, là mọi người yêu thương, mọi người yêu mến và nhờ vào cái sự mà tài năng của cô cháu gái này chinh phục được lòng khán giả nên mọi người yêu mến, theo dõi nhiều, đăng ký nhiều thì cô cháu gái này mới được nút bạc nha cô chú anh chị ha. Đó, chứ không phải là không có tài mà lại được nút bạc đâu cô chú anh chị. Đó, phải vừa có tài mà vừa được sự ủng hộ của mọi người nữa. Chứng tỏ rằng là mọi người đang rất là quan tâm và ủng hộ cô con gái này nên bây giờ mới đạt nút bạc nè. Đó, bây giờ thấy nhục chưa? Chơi người ta giống như là chú thím bảy đó, chơi học dốt. Nó khen về con mình nức nở luôn, mà bây giờ con mình được nút bạc chưa? Hay được nửa nút bạc chưa? Còn mình là nghệ sĩ lớn mình được nút bạc chưa? Không, thật sự những ai mà tham gia YouTube của cô chú anh chị đều muốn có nút bạc, là cái đánh dấu giống như là cái kênh của mình là được cái uy tín đó cô chú anh chị, được nhiều người theo dõi đó. Đó, bây giờ biết không, lên chơi người ta là nào là học dốt, nào là ít học này kia mà ta được nút bạc, còn mình nghệ sĩ lớn mà mình không được, mình kỳ ghê, mang nhục ghê cô chú anh chị ha. Đó là một cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì cái thông tin tiếp theo là cái thông tin này quá quan trọng nè cô chú anh chị. Thì quý vị thấy không, rõ ràng kêu cô cháu gái này 9-10 tháng trời này để mà sao kê cái việc mà đám tang của cô nghệ sĩ, mà cô cháu gái này không sao kê cô chú anh chị, không sao kê, cũng không ngó nghiêng tới, cũng không đá động tới, và thậm chí là nói rằng là đám tang của cậu tôi làm gì tôi phải sao kê, dù trước đó mẹ của cô cháu gái này đã lên bài là hứa là sẽ sao kê và cái bài đó vẫn còn lưu giữ nha cô chú anh chị ha, nhưng mà giờ đã xóa rồi, nhưng mà không sao kê, nhưng mà chỉ có vài tô bún bò thôi là sao kê quý vị thấy không, dài ngày là sao kê, dài ngày là sao kê. Quý vị thấy ngộ không? Một cái điều mà để chứng tỏ mình là trong sạch, mình minh bạch, mình có thể mà mình được mọi người ủng hộ trở lại, khỏi thoát khỏi mọi nghi ngờ là ăn tiền trên cái sự mất mát của cậu, mà tự mình có thể đi chứng minh mà không phải phiền phức, mà cũng không có lu bu gì hết. Đó, mình chỉ chạy ra ngân hàng, chị ơi tôi muốn sao kê từ tháng mấy tới tháng mấy, xong rồi người ta in cái cục, cái đóng dấu xong về lên đưa cho Hồng Loan, đưa lên mạng xã hội đó. Rồi là xong, coi như là tôi được trong sạch rồi, mà không làm cô chú anh chị, một cái việc đơn giản nhưng không làm.
Còn cái việc mà phức tạp giống như những tô bún bò thì rảnh làm nhiều của chú chị, nhưng mà thật sự rồi em thấy nhìn vô cái bảng sao kê về bún bò của cháu gái ấy, mà em nhìn lại em thấy một cái điều rất là ngạc nhiên đó. Thứ nhất là cô chú anh chị thấy cái bảng này là cái đầu tiên nè đó, lúc đầu tiên mà cô cháu gái kêu gọi nè thì được 620 tô đúng không, 620 tô số người nè đó, mà tự nhiên qua cái ngày sau sao kê thì mất đi 20 tô, thì không biết là 20 tô nó đi đâu ha, không biết là có khấu trừ thế này kia hay là khó khăn quá hay là quên cập nhật ha. Rồi những cái bạn sao kê sau này á Tiến không nói nữa, nhưng mà các bạn sao kê mới nhất mà cô chú gái vừa đưa lên là cô chú anh chị thấy rõ ràng không đó, quý vị thấy rõ ràng đó, đây các bạn sao kê mới nhất đó quý vị thấy, thì Tiến cộng đi cộng lại á, là 675 tô, mà dưới đây á, thì cô chú gái nó chỉ để là 625 tô thì mất đâu hết 50 tô rồi. Sao người học cao mà sao mà làm đâu mất tiêu 50 tô rồi, hay là quên ghi vô đúng không cô chú chị, mất hết 50 tô của người ta rồi. À, thì 50 tô đâu biết đi đâu nha, hay là bị khấu trừ thế gì nữa kia nè cô chú anh chị. Nhưng mà một cái điều lạ nhất mà trong Tiến suy nghĩ như thế này nè, quý vị thấy không, vừa bị cái cô mà nhà báo 20K khai về cái vụ việc là bún bò cô ta ăn tính tiền mà tại sao lại nói miễn phí này kia, còn 200 phần của một vị khán giả nào tặng cho cô bún bò này, ở bên cô báo 20K này nữa, mà cô ta không lấy đưa của cô cháu bé đi làm từ thiện, thì lập tức giống như là sợ của chú anh chị, giống như là đạp trúng đuôi nên lập tức đem lên, lập tức là sao kê liền. Nhưng mà các bạn sao kê này nhìn lạ lắm, thứ nhất là mất 50 tô đúng không cô chú anh chị, lần trước mất 20 tô, lần này mất 50 tô là 70 tô rồi, bởi vì tính đi một tô cũng 40.000 thì tính ra là cái kia là 800 với cái này là 2 triệu, đúng không, 2 triệu 8 rồi. Cũng được rất là nhiều nha. Nhưng mà lạ lắm. Quý vị hãy xem đây nè. Đây 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 đây. Đó, thì đây là tất một số những lần mà cô cháu gái này đã sao kê. Em không nói vào chi tiết nội dung nha, con số bên trong, nhưng mà cái này lạ lắm quý vị không? Thứ nhất là không có là thứ nhất là không có quay phim lại mỗi lần phát, mà chỉ chụp vài chục tấm hình đăng lên cho có đúng không cô chú anh chị. Lần đầu tiên khi mà cô cháu gái này phát á, 500 tô trong vòng 2 ngày, mà chỉ có ngày đầu tiên á, là cô cháu gái này kêu mấy YouTuber lại á, quay cận cảnh rồi từ lúc mà mở cửa rồi soạn đồ ra rồi bao nhiêu phần này kia rồi quay lại rồi phát bao nhiêu. Nhưng mà ngày thứ hai khi mà phát 300 tô thì người ta lại không phát hiện ra là cái giống như là ngày đầu tiên khi mà phát 200 tô á, là phải thức sớm họ mở cửa ra để mà làm này làm kia để chuẩn bị 200 phần để đi phát đó. Nhưng mà ngày thứ hai á, là ngày ngày phát là ngày thứ 9, ngày thứ 10 á, thì người ta lại phát hiện ra là dạng như là chỗ này đóng cửa im re hết, thì không biết là bằng cách nào mà để họ chuẩn bị 300 tô để đi phát đúng không. Đây nè, đây là bằng chứng nè, em để cho cô chú chị xem ha, cô cháu bé liệt kê nè, ngày 9 ngày 10 là phát 500 tô, mà 200 tô quý vị có thể lên YouTube để quý vị search, thì có nhiều YouTube bữa đó quay lắm, nhưng mà cái việc mà 300 tô á thì chúng ta hoàn toàn là không thấy quay lại, thì không biết là như thế nào ha, hay là quay một bữa thì tượng trưng thôi, những buổi khác là không cho quay. Không biết là phát 300 tô phát như thế nào và chuẩn bị như thế nào, nhưng mà những cái người ta hiếu kỳ ta đến đó người ta quay cái ngày 10 á thì ta thấy sao im re chứ trời, sao mà hôm qua thì làm rầm 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 lên để chuẩn bị 200 tô, còn hôm nay phát nhiều hơn nữa mà người ta không thấy chuẩn bị gì hết, mà báo cáo đã phát xong rồi đó. Đây là cái chuyện lạ đầu tiên nha cô chú anh chị ha. Rồi quý vị nhìn vào những cái bảng mà cô cháu gái thì sao kể, quý vị thấy điều gì không? Thứ nhất, người ta đưa tiền để đi phát từ thiện mà toàn là phát tại quán quý vị thấy không, phát tại quán 10 tô, 20 tô, 30 tô, 50 tô, và hầu như là lần nào cũng có hết đó. Phát cho cô chú cơ nhờ tại quán đó, rồi phát cho hàng xóm tại quán, rồi cái cô lành chành bò đem bún bò đi phát cho cô chú cơ nhỡ, rồi anh mong vảnh đem bún bò đi phát cho cô chú cơ nhỡ, rồi anh gì đó đem phát cho cô chú cơ nhỡ, mà không biết cô chú cơ nhỡ là cô chú nào, ở đâu, thời gian nào, chỉ biết là ngày đó đi phát, nhưng mà người ta cũng không phát hiện ra là đi phát lúc nào luôn cô chú anh chị, mà cũng không quay video lại, giống như là phát 200-300 tô á là chỉ chụp hình đại khái là 10 20 tô thôi. Rồi phát trong những cái máy ấm nào là 100 200 tô, 300 tô, nhưng mà cũng không thấy quay phim, không thấy quay hình
mà thường thường vô trong đó của chú anh chị, giả sử mình phát trong những cái máy ấm á, thường thường người ta sẽ ghi trong cái phiếu này nè, phiếu cảm ơn là hôm nay cái đoàn từ thiện gì đã tới đây đã tặng cho cái ngôi chùa máy ấm này á là bao nhiêu phần đồ ăn này kia, người ta ghi lại đây, người ta làm cái thiệp người ta cảm ơn mạnh thường quân đó đến đó, nhưng mà không thấy được cái tờ giấy đó đưa lên, mà chỉ biết là vậy thấy không, rằng là 100 200 tô, rồi đặc biệt là cái điều đó không nói đi, cái điều đây là phát tại quán không, quý vị đưa tiền cho người ta giống như là đưa tiền cho cái cô cháu gái này đi làm từ thiện, nhưng mà cổ ít có đi làm từ thiện, cổ đi phát tại quán, mà những người cơ nhở đâu mà nhiều ghê cô chú gì, cứ 10 20 30 20 20 30 liên tục luôn, ngày nào cũng có hết. Nhưng mà cái tình hình thực tế khi mà những người mà ta đến đó quay á, thì cái quán á thì vắng hoe, lâu lâu được vài người tới à, mà những người này á không lẽ là người cơ nhở mà đến để phát đúng không, mà cũng không thấy hình ảnh hay là video mẹ con của Sáu đi phát nữa, chỉ có những cái video ngắn chừng khoảng chừng 1 phút 2 phút là họ quay họ đi phát, họ không biết họ đi phát lúc nào hay thời gian nào này kia hết, mà con số giả sử như 5 30 tô á, thì làm gì được, con số lên cả 1.000 tô mà vậy cô chú chị, lạ không, thật sự trong cuộc đời em lần đầu tiên em thấy được một cái việc mà nhận đi làm từ thiện mà thứ nhất á là không có thông báo là phát ở đâu vào thời gian nào, chỉ nói là tôi phát cho đó 100 tô, cũng hình cũng không có, mà cái lạ thứ hai là toàn là phát ở quán cơ nhở, biết cơ nhở ở đâu nữa, mà cứ là cô bún bò lấy 50 phần đi phát, rồi anh bông bảnh lấy 50 phần đi phát, rồi người này lấy 50 phần, người lấy 10 phần 20 phần, trời ơi đi phát gì kỳ vậy, làm từ thiện gì kỳ, cứ nhắn như lời vậy, giống như là ngày hôm đó về sự cái quán bán được, em cho cái quán về sự bán được là 100 tô đi. À, quên, là nhà đó chuẩn bị 100 tô, giả sử như bán hết 30 tô rồi, ế 70 tô là lấy 70 tô đi làm từ thiện, phát xung xung quanh cho bà con hả. Nhưng mà em thấy rằng xung quanh bà con đó, đâu thấy ai nhận hay là ai có đâu. Như phát bà con xung quanh hàng xóm ở đâu cô chú anh chị, quý vị thấy không? Làm từ thiện cũng mập mờ nữa, cô chú thấy rõ ràng không? Quý vị thấy rõ ràng, cái này có con số cụ thể, thứ nhất nè, làm tự nhiên mắc người ta 20 tô rồi, bên này mắc thêm 50 tô, thì cho nhầm lẫn đi. Đó. Nhưng mà cái thứ hai ở đây nè, người ta đưa tiền cho cô đi phát chứ phải là đưa tiền cho cô phát ở quán đúng không, và cái bài của bà nhà báo 20k Mạnh Thường Quân người ta cũng bức xúc là tôi đưa tiền cho đi đi phát từ thiện chứ ta phải là đi phát tại quán, tại quán ai kiểm soát được đúng không, giả sử đi phát từ thiện ở 200 phần 300 phần thì người ta còn kiểm soát được, người ta không kiểm soát 100%, nhưng mà người ta nhìn người ta biết được đó. Nhưng mà giả sử như ở quán nói ừ sáng nay tôi mới phát vòng vòng xung quanh 50 tô rồi nãy tôi mới phát 20 tô rồi cô chú cơ nhở bán vé số tôi phát 2 tô 10 tô rồi ai kiểm soát được đây, quý vị thấy không, họ luôn muốn chia nhỏ ra, giống như cái việc mà cô chú gái này giấu tiền với cô chú anh chị, y chang như cái hành động mà cô chú giấu tiền, tại sao mà mình có một cọc tiền, mình có nhiều tiền như vậy mình không để một chỗ, hoặc là mình không đem đi ngân hàng mình gửi mà mình lại giấu cục chỗ này chục chỗ kia chục chỗ nọ chục chỗ này chỗ kia chỗ nọ sao để mà phân tán, để người ta không có kiểm soát được nó, giả sử như lấy một cục ở một chỗ á thì người ta nhìn vô số tiền đó à rất là nhiều tiền nè, còn nhưng mà lấy chục cục cục đây giấu giấu vô thì người mình chỉ đoán thôi chứ thật sự mình không có biết là bán được bao nhiêu, rất là hay cô chú anh chị ơi, đúng là lương lẹo thiệt, từ cái việc mà không sao kê tới cái việc mà quý vị không trong đám tang mà phóng viên đến để mà phỏng vấn là cũng do cô cháu gái này kêu gọi lại đến, mà mở miệng ra nói rằng là tự họ đến. À, xong rồi trong cái đám tang cậu mình còn nằm ở đó mà chỉ thẳng mặt đây là con nuôi đây nằm mà tước đoạt tài sản của người ta, cũng vậy không nói không tham dự vào cái câu chuyện mà tranh giành tài sản nhưng mà đi lập vi bằng di chúc miệng à, trong lúc cậu xỉn á, thì nói mẹ mình mượn nợ này kia á, trả nợ này kia á, thì trả nợ cho mẹ mình á, thì nói ông Năm xỉn, ông Năm nói sai, ông Năm giỡn đó, ông Năm là ông Năm tửng, kêu ông Năm tửng rồi á, tới lúc mà ông Năm mà cho cái gì á là di nguyện của ông Năm, trời ơi cái gì mà chơi kiểu gì kỳ cục vậy, vậy không làm cái gì cũng rõ ràng hết không, từ cái việc mà sao kê tiền từ thiện tới cái việc mà đi mà bán bún bò đi phát bún bò tới cái việc mà tiền bạc trong nhà, vậy không không rõ ràng, mà nói thật sự cô chú anh chị, một cái người nghệ sĩ như cố nghệ sĩ nói 600 triệu người ta không tin đâu, thật sự không thể nào mà con số nó thấp như vậy đúng không, ít ra cũng được vài tỷ nhưng mà không có như vậy á, thì gặp người ta tại sao mà cứ để cho bà Ni bà lên nói là 5 tỷ 10 tỷ 15 tỷ hay gì đến chi đúng không,
thôi tôi tự tôi chứng minh nè. Cái đó không phải là gọi là bà ni và thách thức nữa, cái đó là để mà minh oan cho mình, đúng không? Minh oan cho mình mà mình chỉ có mình mới làm được, và cái đó rất là dễ. Mà tại sao không chịu, nhất quyết không chịu và nói rằng là không có đủ tư cách, rồi cũng không đòi ép tôi nào là phải có giấy khai sinh đem ra là con ruột mới được ép, mới được bắt tôi là sao kê này kia. Trời ơi, em nói ủa vậy sao kê cái tiền uống bò chi vậy, đúng không? Đúng không quý vị? Không, cái nào giấu được là giấu, cái nào ém được là ém, còn cái nào mà không ém được thì nó nghe quá sợ luôn cô chú anh chị. Nhìn vào cái những cái lần mà đi phát của cô này em nó mắc cười lắm, tàn phát ở quán không à, cơ nhỡ phát tại quán rồi cơ nhỡ rồi cô này lấy đi rồi anh kia lấy đi rồi xong máy ấm này máy ấm kia máy ấm nọ mà không có một cái giấy tờ nào hết, cô không có một cái video, chỉ có là dạng như là chụp vài tấm hình, mà biết là chụp giống như là đi phát lần chụp nhiều tấm rồi. À, phát 200-300 tô thì cũng 20-30 tấm hình đó, phát 500-600 tô thì cũng 20-30 tấm hình đó, thua luôn. Bởi vì làm cái đó ai làm lại? Quý vị coi Linh Tý, Bích Trâm kìa, người ta cũng bán hàng tại nhà kìa, coi Hồng Loan người ta cũng bán hàng tại nhà kìa, có ai phát cho vòng vòng nhà không? Giống như là đây ai cơ nhỡ, cô là cô lành trình bồn tôi cơ nhỡ rồi. À, ai là người, người nghèo đâu? À, ai là người nghèo đâu đó, cô cút cút vô. À, em là người nghèo nè phát cho em. Rồi ai là gì khó khăn đâu. Cái tới ông mà đập bàn rút đá đó, nói chung là phát vòng vòng nhà. Nói chung là hết, bởi vì mọi người đâu thấy được đâu. Bởi vì vậy không, ngày nào cũng là 20-30 tô, 30-40 tô phát tại quán, mà vậy thấy được cái quán đó nó vắng tanh nè cô chú anh chị. Nó mà thật sự những cái người mà có, lâu lâu cũng có những người người ta không biết người ta đến ăn đó, nhưng mà người ta trả tiền. Vì rõ ràng không? Mấy vị thấy rõ ràng không? Tới cái cô mà nhà báo 20k của nó đó, cô đi ăn 5 lần mà toàn là 4 lần, là có 5 lần là có một lần mời duy nhất thôi, còn 4 lần kia cô tự trả tiền. Mấy vị thấy không? Chắc là cái cô nhà báo 20k cũng nằm trong hoàn cảnh cơ nhỡ nên đến đây được cô cháu gái mời. Đúng là làm từ thiện thời 4.0 cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị tự phán xét đi. Thì cuối video em cũng xin giới thiệu cô chú anh chị ha. Đây là bánh đậu phộng hình nón lá. Thì một bịch như vậy là 120 ngàn nha cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị nào mua thì liên hệ số điện thoại là 0879 262 482 để được gặp Tiến, hoặc là liên hệ qua Zalo là 0879 262 để gặp Tiến nha. 120 ngàn đồng một bịch như vậy. Em bị đau cổ nên cô chú anh chị thông cảm nha. Thì cô chú nào mua liên hệ giúp em nha. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.